gì xa mình. Tôi thích có mỗi cái câu đó mà tôi thích cái bài này. Có những cái bài nó hay từ cái câu nhạc, từ cái đoạn nhạc nó hay hết cả cái bài. Cái bài này thì theo tôi nó cũng thường thường thôi, mà có câu đó tự nhiên cái nó làm cái bài hay. Cảm ơn các chị. Thông ơi, vô nên ca nè, Thông ơi. Không nhớ gì.
chưa? Và kính thưa quý vị, một ca khúc nói đến nên là quý vị sẽ biết ngay đó là của tác giả nào? Em đi rồi, qua tiếng hát của Kim Thanh, mời sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Xin mời Kim Thanh. Sau Kim Thanh xin mời chị Mai, và sau chị Mai sẽ là chị Kim Kim San Jose. Kim Thanh xin kính chào.